Trong bầu trời y học Việt Nam trải mấy ngàn năm qua, bên cạnh đại danh Y Tuệ Tĩnh, còn có một ngôi sao sáng mà mỗi khi nhắc đến tên tuổi của ông, chúng ta không thể nào quên bộ sách thuốc quý giá có 102 trong kho tàng y học cổ truyền của dân tộc. Đó là bậc đại danh Y Hải Tượng Lãng Ông với bộ sách Y Tông Tâm Lĩnh. Hải Tượng Lãng Ông Lê Hữu Trắc sinh năm 1720, mất năm 1791, người làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Tượng Hồng, tỉnh Hải Dương. Đây là xã Hoàng Hữu Nam, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông sinh ra trong một gia đình mấy đời khoa bảng. Ông, cha, chú, bác, anh, em đều học giỏi, đỗ đạt cao và làm quan to trong triều vua Lê, chú Trịnh. Biệt hiệu Hải Tượng Lãng Ông có nghĩa là ông già lười ở Hải Tượng, có lẽ do hai chữ đầu tiên của tên tỉnh, Hải Dương, và tên phủ, Tượng Hồng ghép lại. Nhưng cũng lại có thể do chữ bầu tượng là quê mẹ và là nơi Hải Tượng ở lâu nhất, từ năm 26 tuổi cho đến khi mất. Mặc dù lấy biệt hiệu Lãng Ông, nhưng thực tế chúng ta sẽ thấy lười ở đây là lười với công danh, phú quý, nhưng lại rất chăm chỉ đối với sự nghiệp chữa bệnh, cứu người. Chính vì thế ông được người đời tạc tượng và trưng bày tại hầu hết các bệnh viện, các trường học y dược trên cả nước. Các bạn có thể tham khảo các mẫu tượng bán thân bằng đá của ông qua video trên hoặc tại website tượngphatda.com. Mọi nhu cầu tư vấn về tượng các bạn vui lòng liên hệ thông tin hiển thị trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này.